Truyện cổ tích Việt Nam. Kim cương và tiếng ếch ợp. Ngày xưa ngày xưa, có một ngư dân sống cùng vợ của mình. Họ có một cô con gái đặt tên là Lena. Mỗi ngày, ngư ông lại thả lưới ngoài bờ sông và hiếm khi trở về nhà với mẻ lưới đầy cho cả nhà. Vào một ngày đẹp trời, khi đặt lưới đánh cá, ông nhìn sang bờ bên kia thì thấy một đứa trẻ đang nằm trên một chiếc lá khổng lồ đang trôi dưới dòng sông. Ôi trời ơi, sao một đứa trẻ lại trôi dưới con sông như thế này? Mình nên đưa con bé lên bờ, nếu không thì nó sẽ chết đuối mất. Ngư ông bế đứa bé lên thật nhẹ nhàng và đưa về nhà cho vợ của mình. Mình ơi, đứa bé này nằm trên một chiếc lá trôi giữa dòng sông. Tôi phải cứu lấy nó và đưa về nhà đây. Chúng ta đã có một cô con gái rồi, ông nghĩ là chúng ta làm thế nào để nuôi dưỡng nó đi? Cô bé nhỏ được đặt tên là Fiona. Ngư ông yêu thương cô bé như yêu con gái ruột của mình vậy. Ngày tháng trôi qua, Lena và Fiona lớn lên thành hai thiếu nữ xinh đẹp. Trong khi Lena rất giống mẹ cô, thì Fiona lại rất tốt bụng và nhân hậu như cha của cô vậy. Ngư ông rất yếu và chẳng bao lâu thì qua đời, khiến Fiona cực kỳ đau buồn. Mày mang đến giận rủa cho chúng ta, mày chính là giận đen tận mạng đó. Chẳng bao lâu, mối ác cảm của mẹ dành cho Fiona càng ngày càng lớn. Bà ta bắt đầu đối xử với Fiona như kẻ tồi tớ và gạt cô ra ngoài gia đình. Bà ta bắt cô ăn dưới bếp và làm việc không ngừng nghỉ. Ngoài việc nhà, Fiona còn phải đi lấy nước 2 lần một ngày ở một nơi cách nhà hơn 1 dặm và mang về nhà 1 bình nước đầy. Một ngày nọ, cô cay đắng ngồi khóc bên thác nước. Ngay sau đó, một bà lão nghèo khổ đi đến và nói: Ôi, cô gái xinh đẹp, ta có thể xin một chút nước ở trong bình của con được không? Vì ta đang khát quá. Dạ, tất nhiên là được rồi. Fiona lau nước mắt, rồi rót nước cho bà lão. Cô giữ chiếc bình một lúc để bà lão có thể uống nước dễ dàng hơn. Uống nước xong, bà lão nói: Cháu thật là nhân hậu và lễ phép, nên ta sẽ tặng cho cháu một món quà. Mỗi lần có điều gì đó khiến cho cháu rung động mà được thể hiện ra ngoài bằng những giọt nước mắt, thì chúng sẽ biến thành những viên kim cương và ngọc trai. Bà lão nghèo thật ra là tiên nữ, và ngay khi bà nắm tay lại, bà biến thành một nàng tiên. Fiona không thể thốt nên lời. Khi Fiona sụp xuống vì bất ngờ, thì nàng tiên mỉm cười và biến mất. Fiona trở về nhà và thấy bà mẹ nổi cơn thịnh nộ. Sao mày mất quá nhiều thời gian để trở về từ đài phun nước vậy? Mày không biết ta và chị gái mày khát khô cả cổ à? Đi vào bếp ngay lập tức. Con xin lỗi, thưa mẹ. Ngay khi đi vào bếp, Fiona đặt ngay bình nước xuống rồi bắt đầu khóc trong cay đắng. Và như lời bà tiên đã hứa, khi những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, thì chúng biến ngay thành những viên kim cương lấp lánh và ngọc trai sáng bóng. Ba mẹ bước vào bếp và thấy Fiona đang khóc ra những viên kim cương và ngọc trai. Ta đang nhìn thấy gì thế này? Ngọc trai và kim cương đang lăn xuống má của cô. Làm sao mà nó lại xảy ra như vậy được? Fiona giải thích sự việc đã xảy ra khi cô ở đài phun nước, và ba mẹ sửng sốt khi nghe vậy. Lena, con phải đi đến đài phun nước ngay lập tức. Con sẽ rất vui mừng khi nhận được quà tặng giống như vậy, phải không nào? Con chỉ cần tới đó lấy nước từ đài phun nước, và khi một bà lão nghèo hỏi xin con chút nước, thì hãy cho bà ấy uống nước thật dịu dàng. Rồi ngay khi đó, con muốn có bao nhiêu kim cương và ngọc trai thì con sẽ có bấy nhiêu. Con sẽ làm theo lời mẹ nói, thưa mẹ. Rất tốt, giờ thì hãy lên đường nào. Lena đi tới chỗ đài phun nước với chiếc bình bạc đẹp nhất trong nhà. Khi lấy nước từ đài phun nước, nàng ta nhìn thấy một công nương ăn vận lộng lẫy từ trong khu rừng đi ra, rồi tiến về phía nàng hỏi xin chút nước. Ôi, cô gái xinh đẹp, ta có thể xin một ngụm nước từ chiếc bình của cô được hay không? Tôi đến đây để phục vụ nước cho cô hay sao hả? Và tôi phải dùng chiếc bình bạc này chỉ để hầu cô uống nước thôi, có đúng hay không nào? Ngươi thật không có chút lịch sự nào hết. Được rồi, vì cô quá ghê gớm và keo kiệt, nên ta nguyền rằng mỗi khi cô muốn nói bất cứ điều gì, cô sẽ chỉ kêu lên quạp quạp như một con ếch mà thôi.
rướn người để ngăn nàng tiên lại, nhưng Lina chỉ kịp thốt ra tiếng oạp, nhận ra rằng đã quá muộn. Lina bắt đầu khóc, và khi khóc nức nở, nàng ta chỉ phát ra những tiếng kêu oạp oạp. Con gái yêu, con đang tạo ra tiếng gì vậy? Lina cố gắng nói, nhưng nàng ta chỉ phát ra tiếng oạp oạp mà thôi. Ôi, con bé đã bị trúng lời nguyền. Con bé đã bị trúng lời nguyền mất rồi. Xin trời rủi lòng thương. Là tại cô đã gây nên tất cả, và cô phải trả giá cho điều này. Khi tới thời điểm, ra ngoài và kiếm ít của về đây. Lina của ta đang đói bụng lắm rồi. Fiona đau khổ chạy ra ngoài, để lại những viên ngọc trai và kim cương rơi khắp nơi trên đường nàng đi qua. Vào sáng hôm sau, khi đang bên ngoài chuồng gia súc một mình, Fiona bắt đầu cất tiếng hát. Hôm nay là một ngày đẹp trời, đẹp như ta mong đợi. Hãy mang những nỗi buồn cùng nỗi đau đi xa. Ngay lúc đó, một hoàng tử đi ngang qua và nhìn thấy nàng ở một khoảng cách khá xa nên không thể thấy rõ mặt được. Hoàng tử mỉm cười, chàng đã mê đắm trong tiếng hát ngọt ngào của nàng. Fiona trở lại nhà mà không biết rằng hoàng tử đã nhìn thấy mình. Hoàng tử không thể ngồi yên mà chưa được thấy gương mặt của nàng. Chàng ra lệnh cho cận vệ chờ, rồi đi đến nhà Fiona để gặp nàng. Xin chào ngài, điều gì đã đưa ngài tới đây vậy? Tôi đã thấy một cô gái ngoài chuồng gia súc với một giọng hát hay như thiên thần, khiến tôi yêu nàng say đắm mất rồi. Nàng ta là ai vậy? Ồ, đó chính là con gái tôi. Tôi sẽ đưa con bé ra ngay đây. Lina, hãy nhanh chóng thay y phục của em con vào, rồi ra ngoài vì một hoàng tử muốn gặp mặt con đó. Ôi, nàng có một giọng hát thật dễ thương. Tiếng hát đã khiến trái tim ta bừng sáng, và ta mong muốn nàng trở thành cô dâu của mình. Ta sẽ vô cùng vui sướng nếu nàng có thể hát lại một lần nữa, để ta có thể ghi lại giọng hát tuyệt vời của nàng vào trong vỏ ốc này, mang về cho mẫu hậu của ta thưởng thức, để người chấp thuận cho cuộc hôn sự này của chúng ta. Với tất cả niềm hân hoan, Lina cố hết sức hát, nhưng chỉ phát ra tiếng oạp mà thôi. Trò chế giễu gì đang diễn ra vậy? Nàng đang nhạo báng ta ư? Lính đâu? Hãy bắt cô gái này và mang cô ta đi ngay lập tức. Hả? Thưa hoàng tử, xin hãy tha thứ cho chị gái của thiếp. Vì bị trúng lời nguyền nên mỗi khi muốn nói, chị ấy chỉ có thể kêu lên ạp ạp như tiếng ếch thôi. Thiếp chính là người đã hát ngoài chuồng gia súc. Hoàng tử ngất ngây khi nhìn thấy Fiona, nhưng muốn chắc chắn rằng mình không bị đánh lừa thêm một lần nào nữa. Nàng có thể hát cho ta nghe được không? Ôi hoàng tử, hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền. Chính là thiếp đã hát bài đó. Em gái đã nhận lấy hậu quả rồi, xin đừng làm mọi việc tồi hơn. Hoàng tử ngất ngây trước tiếng hát của nàng. Tiếng hát của nàng cũng tuyệt đẹp như nhan sắc của nàng vậy, và tiếng hát còn phản ánh một trái tim nhân từ nữa. Ta muốn nàng trở thành công chúa của lòng ta. Xin thứ lỗi cho thiếp, thưa hoàng tử. Thiếp phải từ chối chàng vì ước mơ chị gái của thiếp là cưới một hoàng tử. Cái gì cơ? Ta không thể cưới một con ếch nói dối được. Fiona quỳ gối nhìn lên bầu trời. Ôi, nàng tiên nhiệm màu, xin hãy đến giúp con và chúc phúc cho chị gái con. Con sẵn sàng hứng chịu lời nguyền của chị gái, để chị ấy có thể thực hiện ước mơ được lấy hoàng tử của mình. Chứng kiến em gái cầu nguyện cho mình, Lina chạy đến ôm chầm lấy cô em gái nhỏ rồi khóc òa lên. Ngay lúc đó, nàng tiên xuất hiện ngay trước mặt họ. Ta thấy cô đã học được bài học của mình rồi. Ta sẽ lấy lại lời nguyền. Và giờ thì khi cô muốn cất tiếng, tiếng nói trong trẻo nhất sẽ được thốt ra. Nàng tiên vẫy cây đũa phép, và rồi Lina bao quanh bởi phép màu như cô em gái mình đã từng như vậy. Dạ xin cảm ơn người, con rất biết ơn vì món quà này. Nàng tiên mỉm cười, vẫy chiếc đũa phép rồi biến mất. Ta muốn được cưới nàng làm vợ Fiona à, vì ta đã yêu trái tim nhân hậu và vị tha của nàng mất rồi. Với chị gái của nàng, em trai của ta sẽ rất vui nếu như có thể lấy nàng ấy về làm vợ. Em trai của ta sẽ làm cho nàng ấy thật hạnh phúc. Fiona cực kỳ hạnh phúc trước lời cầu hôn của hoàng tử, và họ quyết định làm đám cưới ngay lập tức. Một hôn lễ được tổ chức linh đình cho cả hai chị em gái. Thần dân khắp nơi trong cả nước đều được mời tham dự, duy chỉ có bà mẹ là không được mời mà thôi. Một năm trôi qua,
và cả vương quốc hân hoan khi cô công chúa nhỏ xinh đẹp chào đời. Fiona bế công chúa nhỏ trên tay. Khi cô công chúa nhỏ cất tiếng khóc đầu đời, một giọt nước mắt lăn xuống má nàng và biến thành một viên kim cương sáng lấp lánh. Một lần nữa, cái thiện lại chiến thắng cái ác.